các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái series guitar mới ra của Amigo Guitar Shop. Đó là cái cây 3/4. Nói một cách khác, phổ biến thì các bạn thường thấy người ta hay gọi cây này cái dáng là GS Mini theo cái dạng của Taylor. Thì cái cây 3/4 tức là về cái body, cái kích thước của cái cây đàn thì nó chỉ bằng 3/4 so với một cái cây chuẩn standard bình thường thôi. Nói chung là nó hơi nhỏ hơn một tí nhưng mà âm thanh của nó vẫn đảm bảo rất hay. Và cái cây này bản thân mình ôm nó cũng vừa vặn chứ không phải là nó quá nhỏ. Và đặc biệt cho các bạn nào mà hơi nhỏ người một tí hoặc là các em cỡ 10, 14, 15 tuổi tập thì cái này mình ôm nó rất là vừa vặn và rất là vừa tay ha. Thì cái cây này thì mình mới làm ra. Các bạn thấy cái logo Amigo là màu vàng ha. Cái thùng của nó, cái dáng ôm này không có cut away ha. Để vì nếu mà bạn cut nữa nó nhỏ quá thì nó chắc chắn nó ảnh hưởng tới âm thanh. Còn bây giờ chúng ta sẽ để cái bầu như thế này, nó cũng rất là tốt, âm thanh nó ra rất là chuẩn ha. Mặt là mặt tớ thông nha các bạn. Lưng và hông nó là điệp ha, gỗ điệp già rất là đẹp, cần mahogany ha các bạn. Fretboard ebony đó, khóa chuẩn rồi. Lược ngựa đồ là xương bò ha. Bên trong thì các bạn thấy là mình làm rất là sạch sẽ, không giống như cả cái đàn bán ngoài trường là thường làm rất là dơ, dễ bị ẩm mốc lắm. Còn đây mình xử lý hết rồi ha, có tì chống công cần ha. Thì ở đây các chấm của nó là nằm phía trên này. Thực ra các bạn khi mới tập, nếu mà mình hướng dẫn các bạn thì bạn nhờ đối diện các bạn thấy nó hơi khó. Nhưng nếu các bạn mua cái này để bạn tự tập thì nó rất là tự nhiên mà nó rất là dễ, bởi vì các chấm nằm trên đây, chúng ta đợi chúng ta nhìn xuống thì chúng ta vẫn nhìn thường nhìn cái chấm ở trên này, trừ khi các bạn quen rồi. Cho nên cái chấm trên này nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái việc các bạn tập là khó khăn gì cả, các bạn vẫn dễ nhìn được thôi. Thì cái này đến ngay chỗ vị trí này là ngăn số 12 nè các bạn. Giờ đó các bạn đánh được tới ngang 14, 15 ở trên này luôn ha. Không khó khăn gì. Bạn có thể nghe thử âm thanh của nó, mình có thể quạt điểm ha, cũng rất là hay. Tiếng nó vẫn rất là vang và sáng nữa các bạn ha. Còn tất cả các note ở đây mình đều set up nó là bằng đánh là hoàn toàn là không bị tịch, bị rè gì hết, cũng rất là chuẩn ha. Như vậy ha. Thì với một cái cây đàn như thế này, chất lượng như thế này thì bảo hành 1 năm cho các bạn. Nói chung là mỗi vấn đề kỹ thuật các bạn có thể mang xuống, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn hết. Trước khi giao đàn thì đều đã được set up kỹ càng cho các bạn. Do đó là các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng. Mình kiểm soát rất kỹ, mình không làm quá nhiều theo một cái lọt, chỉ làm một cái mức tương đối cái số lượng để có thể là đảm bảo cái chất lượng tốt nhất cho các bạn khi nhận được cây đàn này. Thì giá của nó hiện tại đang khuyến mãi còn có 2.800.000 thôi các bạn. 2.800.000 một cây đàn hoàn toàn là gỗ full solid nha các bạn, là gỗ nguyên miếng chứ không phải là ván ép gì cả ha, rất là đẹp.
thì các bạn có thể đáp ứng nhu cầu tự học của các bạn, điểm hát, đánh style cơ bản, solo giống như mình thì nó đều đáp ứng được cả ha. Thì nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để chúng tôi có thể phục vụ các bạn với những cái cây đàn chất lượng ha. Khi bạn mua cây đàn này với giá khuyến mãi từ 3,2 triệu giảm xuống 2,8 triệu thì các bạn được tặng kèm một cái bao da 3 lớp cùng với 2 cái pick giọt nước rất là chất lượng, các bạn thử luyện tập. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop và kênh Guitar for Freedom nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.